hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023, kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Ngày 25 tháng 6, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ phối hợp với Công đoàn Cơ sở, Đoàn Thanh niên Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên tổ chức chương trình Agribank vì tương lai xanh, gia đình hạnh phúc lần thứ ba năm 2023 tham dự chương trình gia đình của các cán bộ nhân viên chi nhánh agribank chi nhánh nam thái nguyên đã tham gia chạy hưởng ứng nhằm quyên góp ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh thái nguyên chương trình là sân chơi giúp các cán bộ nhân viên gia đình được gặp gỡ giao lưu tham gia các hoạt động tập thể chia sẻ kinh nghiệm trong công việc gia đình và công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em gắn kết lan tỏa tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình